16. Tập trung và phát triển. Thiết lập cơ sở vật chất giáo dục tốt đẹp cho giới trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chösang Rinpoche ở Ladakh. Ngài giảng giải cho dân làng về nguy cơ xuất hiện lỗ hổng trong đời sống tâm linh của cả cộng đồng. Nếu như không có một số lượng cần thiết thanh thiếu niên được học tập về Phật giáo truyền thống, đồng thời Ngài khuyến khích những gia đình đông con nên gửi một em vào tu viện. Ngài hứa sẽ chăm lo cho việc học hành của đứa trẻ và gia đình không phải chi trả gì cả. Cuối cùng, Ngài cũng thuyết phục được dân làng. Chỉ tính riêng ở làng Phiang đã có 30 thanh thiếu niên khoác lên mình y áo tăng sĩ. Một lần nọ, Rinpoche tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ tại văn phòng của Ngài ở tu viện Phiang. Bộ trưởng lấy làm ấn tượng trước kho tàng văn hóa, tượng, tranh và sách của tu viện. Rinpoche đã điềm tĩnh nhìn ông và nói, Ngài nói đúng, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết ai sẽ kế thừa kho tàng này trong tương lai. Tạng ngữ bây giờ hầu như không còn được sử dụng nữa, và cũng chỉ có một số ít trường còn dạy tiếng Tạng mà thôi. Các tu viện thì đang thưa thớt dần. Nền văn hóa của cả khu vực Himalaya đang trên đà tàn lụi. Hơn nữa, những cách thức vẽ tranh hay tạc tượng Phật đều được ghi chép bằng tạng ngữ. Nếu ngôn ngữ này chết đi, thì nền văn hóa cũng sẽ chết theo. Tất cả những văn bản này liệu sẽ có ích lợi gì nếu như không ai có thể đọc hiểu được chúng nữa? Buổi nói chuyện đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ngài Bộ trưởng. Một năm sau, Bộ Văn hóa được cấp một khoản ngân sách đáng kể để cải thiện giáo dục truyền thống. Khoản tiền này sau đó được dùng cho các dự án giáo dục và thành lập tu viện, đồng nghĩa với việc giúp ích rất nhiều cho tất cả các tu viện ở Ladakh lẫn Ấn Độ, không riêng gì dòng Ri Cung. Rinpoche nhận thức rõ rằng hệ thống giáo dục ở Ladakh vẫn còn sơ khai. Các tu viện tọa lạc ở những địa điểm quá biệt lập, tư tưởng người dân thì lạc hậu, có quá ít giáo viên và học sinh để khởi đầu một thời kỳ chấn hưng Phật giáo như Ngài mong muốn. Cùng lúc đó có khá nhiều vị tái sinh trẻ tuổi ở Tây Tạng, thậm chí còn không được đoái hoài. Các vị đã viết những bức thư đầy tuyệt vọng, mong tìm kiếm một chương trình giáo dục thích hợp và các tu viện Ri Cung ở Ladakh đã tiếp nhận 12 Rinpoche từ Tây Tạng. Trình độ của các vị thấp đến không ngờ, nhưng cũng chính điều đó đã khiến cho các vị có được động lực học tập mạnh mẽ. Trong những buổi hoằng pháp đầu tiên của đạo sư Dingo Khyentse tại Bhutan, Chösang Rinpoche cũng đã trao đổi với Ngài về ý tưởng xây dựng một tu viện mới. Rinpoche mong mỏi có được một tu viện đóng vai trò như một trung tâm giáo dục Phật giáo truyền thống, đồng thời vẫn đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Thế nhưng, chỉ riêng việc lập ra một hội đoàn phi lợi nhuận hoạt động với tư cách là đơn vị bảo trợ của dòng Ri Cung cũng đã là một vấn đề, bởi hầu hết các lạc ma đương nhiệm đều không muốn phải chịu sự lãnh đạo của một tổ chức tập quyền, nơi kiểm soát tất cả các tu viện và học viện của dòng truyền thừa. Đó cũng chính là loại hình cơ cấu và những vấn đề mà Chösang Rinpoche muốn tránh. Ngài nhấn mạnh sẽ không cho phép một cơ quan đầu não nào điều phối quyền hành, vì điều đó sẽ chỉ dẫn đến thao túng chính trị, gây nên sự bất mãn và chống đối. Ngài đã nhìn thấy các vấn đề nghiêm trọng về mặt tổ chức mà các dòng truyền thừa khác gặp phải khi họ triển khai bộ máy quyền lực tập trung và cơ cấu thứ bậc nghiêm ngặt. Vì thế, dòng truyền thừa Ri Cung sẽ được tổ chức theo cơ cấu phân quyền. Các trung tâm vẫn có quyền tự chủ về quản lý hành chính, được thành lập một hội đoàn phi lợi nhuận nhằm tiếp nhận trợ cấp từ nhà nước và các nhà tài trợ tư nhân. Sử dụng logo, nhãn của một thương hiệu hoặc của một tổ chức hoặc đoàn thể mà Rinpoche thiết kế khi còn ở Mỹ sẽ giúp phân biệt các học viện trực thuộc dòng Ri Cung. Ngài hy vọng các học viện sẽ mãi trau dồi và trì giữ giáo pháp cũng như truyền thống của dòng truyền thừa. Suy cho cùng, tất cả các dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng đều hướng đến cùng một mục đích. Song mỗi dòng đều có truyền thống giáo pháp cao quý và độc đáo không thể thay thế, và được trao truyền trong nội bộ. Lúc đầu Rinpoche dự định sẽ luân phiên đặt tổng hành dinh của tổ chức bao quản dòng Ri Cung ở các tu viện bên ngoài Tây Tạng, cứ 3 năm thay đổi một lần. Thế nhưng, hệ thống vận hành này đã không thể áp dụng được vì lý do pháp lý. Vì thế, hội từ thiện Ri Cung sẽ được đặt ở tu viện mới mà Rinpoche đang dự tính xây dựng. Trong lúc chờ đợi công trình hoàn thành, tu viện Ayang ở Nam Ấn Độ được chọn làm tu viện chính của dòng Ri Cung Kagyu, còn hội từ thiện thì được đăng ký với chính quyền địa phương ở Bangalore.
Cùng lúc đó, dòng truyền thừa Rikung được hiến tặng một ngôi nhà mang đầy dấu ấn lịch sử tại thị trấn Amura, dưới chân dãy Himalaya. Lạt Ma Anagarika Govinda 1898-1985, triết gia Phật giáo nổi tiếng người Đức, một tu sĩ và là nghệ sĩ, đã từng sống ở đó suốt hai thập kỷ, kể từ năm 1955. Ngài Govinda được thừa hưởng căn nhà từ nhà nhân học lỗi lạc W.Y. Evan Wenz 1878-1965. Sau đó, Ngài để nó lại cho những thị giả người Tây Tạng, rồi sau đó chư vị thị giả hiến cúng căn nhà cho Rikung Yabgon Rinpoche. Thị trấn Amura nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, tọa lạc giữa cánh rừng thông ngút ngàn và thảm thực vật sum suy. Những chú khỉ hiếu chiến, những con báo tuyết thảng hoặc xuất hiện, cùng vô số chim chóc màu sắc rực rỡ đều có thể được bắt gặp ở gần ngôi nhà. Với những đặc điểm như thế, Rinpoche nghĩ rằng có lẽ chốn này sẽ là địa điểm thích hợp để xây dựng tu viện mà Ngài đang dự tính, là nơi thúc đẩy và cân bằng giữa hoạt động và tĩnh lặng, giữa khát khao sáng tạo và chiêm nghiệm nội tâm. Sau chuỗi hoạt động mừng năm mới 1983 theo tạng lịch, Rinpoche đã ban giáo lý năm hợi tại tu viện của Ontun Rinpoche ở Sopema. Vào một buổi tối, nhân lúc họp mặt Đại hội đồng chư vị Lạt Ma dòng truyền thừa Rikung, Ngài bất ngờ đề nghị Lamgen Gyenpo hãy ngưng nắm giữ chức vụ trong chính quyền Tây Tạng lưu vong để đảm nhiệm vai trò tổng thư ký dòng Rikung. Gyenpo Rinpoche đã chấp nhận thử thách này. Vài ngày sau đó, các ngài quyết định thành lập trụ sở mới tại thị trấn Amura, đồng thời chuyển văn phòng của hội từ thiện Rikung từ Nam Ấn sang đây. Nhưng rồi lại phát sinh vấn đề liên quan đến giấy tờ pháp lý của mảnh đất ở Amura, khiến việc thay đổi địa điểm đã không thể thực hiện được. Vì thế, một tổ chức phi lợi nhuận mới được thành lập, đó là Học viện Rikung Kagyu. Cùng lúc đó, các ngài quyết định tạo thêm thu nhập bằng việc mở một nhà máy dệt thảm nhỏ ở Amura. Vì Gyenpo Rinpoche có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ngài đã từng giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Tây Tạng tại Shimla. Mặc dù vậy, mỗi khi Chetsan Rinpoche dành thời gian tu học và thực hành, Học viện Rikung Kagyu lại lâm vào tình trạng thiếu hụt hỗ trợ nhân sự và tài chính để bắt đầu các dự án mà ngài ấp ủ. Điều đó đã thôi thúc Gyenpo Rinpoche và ngài quyết định đến thăm văn phòng Thư viện Quốc hội ở Delhi, là nơi Jen Miss đang thu thập, đánh giá và xuất bản những tài liệu được người Tây Tạng mang theo khi trốn chạy khỏi quê hương. Văn phòng này theo kế hoạch sẽ bị đóng cửa trong nay mai. Gyenpo Rinpoche đã tìm kiếm những bộ sách của dòng truyền thừa Rikung và khám phá được hơn 400 văn bản. Gyenpo Rinpoche, một cách tôn kính nhưng đầy cương quyết, nêu ra tất cả các bất lợi trong việc chọn Amura làm vùng đất trung tâm của dòng truyền thừa. Amura rất xa Delhi, lại hiếm nguồn nước chảy. Vào mùa hè, mưa gió sẽ khiến đường thêm sạt lở, vốn dĩ luôn trong tình trạng tồi tệ, và sẽ khiến việc cung ứng trở nên bất tiện và tốn kém. Cuối cùng, Chetsan Rinpoche cũng ghi nhận những âu lo của Gyenpo Rinpoche. Mặc dù vậy, đứng trước tình thế tăng sĩ dòng Rikung ở Ấn Độ trôi dạt sang các học phái Kim Cang thừa khác, hai vị đều đồng ý rằng ưu tiên tối cần thiết giờ đây là tìm được trụ xứ ổn định cho bậc thủ ngôi dòng Rikung Yabgon ở Ấn Độ. Như vậy, nhiệm vụ của Gyenpo Rinpoche giờ đây là tìm được một mảnh đất thích hợp ở một nơi thích hợp có cơ sở hạ tầng thiết yếu. Gyenpo Rinpoche đã tìm được một địa điểm như các ngài mong muốn ở Dehradun, thành phố cách Delhi 6 giờ lái xe. Cũng trong khoảng thời gian đó, Chetsan Rinpoche đang nhận Dam Ngaso, kho tàng chỉ dẫn quý báu từ Dingo Khyentse Rinpoche ở Bhutan. Dehradun nằm dưới chân rặng Himalap Sơn, có khí hậu dễ chịu và đã từng là địa điểm an dưỡng yêu thích của các viên chức về hưu của quân đội Anh. Vùng đất này nổi danh nhờ vào những ngôi trường ưu tú, đồng thời môi trường nơi đây rất thuận lợi cho các dự án giáo dục. Hơn nữa, đã có một cộng đồng người Tây Tạng di cư được thành lập ở Dehradun. Với những trung tâm Sakya, Đại học Sakya, Tu viện Mindrolin, cả hai dòng truyền thừa Sakya và Nyingma đều có vị trí chủ chốt tại vùng đất này. Phả lại, ở Dehradun còn khá nhiều diện tích đất đang được chào bán. Sau này, vào năm 1999, Dehradun trở thành thủ phủ một tiểu bang mới của Ấn Độ là Uttaranchal.
Từ đó trở đi, thành phố này đã phát triển đáng kể. Gyenbo Rinpoche phát hiện ra một mảnh đất được bao phủ bởi những bụi cây sum suê ở phía bắc thành phố. Trong lúc đi tham quan khu đất, ngài nhìn thấy những con sếu trắng đáp xuống làm tổ. Giá bán mảnh đất cực kỳ phải chăng tại thời điểm đó. Mặc dù ở Ấn Độ, giá cả có thể thay đổi từng ngày theo ý muốn của chủ đất. Gyenbo Rinpoche vốn được cử đến đó chỉ để khảo sát đất, không phải để mua, vì cả ngài lẫn Chesan Rinpoche và Học viện Rikung Kagyu đều chưa có ngân quỹ để mua. Thế nhưng giá cả của mảnh đất quá hấp dẫn, nên ngài đã quyết định ký hợp đồng sơ bộ và đi ngay đến Dharamsala để vay tiền từ chính phủ Tây Tạng, rồi gửi báo cáo cho Chesan Rinpoche, lúc đấy đang ở Bhutan. Yabgon Rinpoche đã duyệt mua và Gyenbo Rinpoche nhận được khoản tiền vay từ văn phòng riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Giao dịch hoàn tất vào giữa tháng 3 năm 1984, học viên Rikung Kagyu mua được mảnh đất với giá 30.000 ruby. Mức giá tuy rất thấp so với tiêu chuẩn của phương Tây, nhưng chư vị Lạt Ma Rikung lại không có đồng nào để chi trả. Khoản vay từ Dharamsala là 60.000 ruby, 30.000 còn lại sau khi mua đất được dành cho việc xây dựng. Vào tháng 10, sau Pháp hội Aichi ở Ladakh, Chesan Rinpoche đã xác quyết việc thành lập tu viện và trung tâm nghiên cứu ở Dehradun. Trung tâm này được đặt tên là Học viện Rikung Kagyu, còn tu viện thì được đặt trùng tên với tu viện chính ở Rikung Thiêu là Zan Chuplin. Trước tiên, Gyenbo Rinpoche bắt tay vào xây dựng lối vào tu viện và lắp đặt được ống dẫn nước. Chỉ riêng hai việc này thôi đã tiêu tốn hầu hết nguồn tài chính hiện có. Tháng 2 năm 1985, Chesan Rinpoche, Gyenbo Rinpoche cùng Ontun Rinpoche, Rupon Sonam Jophel và Lama Stunwan đến Dehradun để làm lễ gia trì cho mảnh đất. Theo phong tục cổ truyện truy nguyên từ Shaman giáo, một loại hình thức tôn giáo siêu linh tồn tại trước đạo Phật, tiền Phật giáo, các ngài cần thực hiện một vài phương pháp làm an diệu chư vị thổ thần để đảm bảo dự án được viên mãn. Trên khu đất đã san tỏa mặt bằng, các ngài thực hiện một vài thuật toán phong thủy, và ở tại địa điểm được ấn định theo kết quả của thuật tính, chư vị chôn một chiếc bảo bình, bên trong có chứa các cuộn minh chú, nhan hương cùng những viên đá bán quý làm vật phẩm cúng dường. Đồng thời, các ngài thực hiện nghi lễ để xin phép chư vị thổ thần cũng như để cầu nguyện cho dự án được viên mãn. Ngay khi dự án bắt đầu được xây dựng vào mùa hè năm 1985, các ngài nhận được tin Chunsan Rinpoche sẽ đến thăm nơi này. Đức Yabgon Rinpoche, Chunsan Rinpoche đã trải qua 23 năm ở các nhà tù và trại lao động của Trung Quốc. Ngài đã phải làm việc trong điều kiện phi nhân đạo và thường xuyên bị phát kiệt sức đến mức đôi lần đã chạm ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng. Ngài được trả tự do vào đợt phóng thích tù nhân chính trị năm 1983 và được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo ban tôn giáo của khu tự trị Tây Tạng. Chức vụ này mang đến cho ngài địa vị xã hội, mặc dù nó không thực sự tạo ra cơ hội nào để đóng góp cho công cuộc khôi phục đời sống tôn giáo Tây Tạng. Chức năng duy nhất của ban tôn giáo đơn thuần là để tăng cường tư tưởng đồng hóa bằng cách kiểm soát tất cả các hình thức hoạt động tôn giáo. Tất cả thành viên của cơ quan này đều là các Rinpoche và Lạt Ma cấp cao, lấy lý do là danh tiếng của các ngài sẽ đảm bảo cho thẩm quyền của ban tôn giáo sẽ được công chúng công nhận. Các tu viện bị buộc phải chấp nhận sự quản lý của ban tôn giáo nhằm ngăn chặn việc các tu viện có lại thực quyền. Những vị tái sinh chỉ được công nhận duy nhất bởi ban tôn giáo này, và các vị phải được gửi đến Trung Quốc để giáo dục và đào tạo. Chí ít thì bây giờ Chunsan Rinpoche đã có thể viếng thăm họ hàng của mình ở Ấn Độ và Bhutan. Tháng 7 năm 1985, tại sân bay Lê, với sự hiện diện của đông đảo quan khách, Chesan Rinpoche đã chào đón người huynh đệ tâm linh của mình đến Ladakh. Gương mặt người bạn thuở thiếu thời vẫn mang nét nghiêm nghị, tính cách ngài vẫn kín đáo như xưa. Nơi tu viện Phi Giang, bậc trì giữ pháp tọa phía đông và bậc trì giữ pháp tọa phía tây đồng ngự trên ngai tòa và lại một lần nữa kề vai sát cánh. Với chúng đệ tử dòng tri cung, mặt trời và mặt trăng đã lại kết hợp. Vào cuối tháng 8, hai vị đến Dehradun thăm mảnh đất nơi đang xây dựng Học viện Tri Cung Kagyu. Chunsan Rinpoche đã hỗ trợ Chesan Rinpoche trong nỗ lực thiết lập hệ thống giáo dục vững vàng dựa trên nền tảng truyền thống của dòng truyền thừa. Ngài cho rằng
truyền thống của các tu viện Tây Tạng đã lâm vào giai đoạn cuối của một đại dịch hủy diệt. Ngoài ra, kim trì giới luật phải được ưu tiên hàng đầu, học nên đi đôi với hành. Nếu không có được nền giáo dục thích hợp, thì dẫu cho tu viện có cả ngàn tu sĩ, họ cũng sẽ không đóng góp được gì cho sự tồn tại và trao truyền của Phật giáo Tây Tạng. Một nền giáo dục tốt rất quan trọng. Các Rinpoche và Lạt Ma ở trong lẫn ngoài Tây Tạng đều có đồng quan điểm về vấn đề này. Chumsan Rinpoche sau đó đã lên đường tiếp tục hành trình, còn Chetsan Rinpoche cùng Gyenpo Rinpoche và Lopon Tenzin đi đến Gangtok để nhận quán đảnh và giáo huấn từ ngài Thathlung Sabdrung. Cuối tháng 10, các ngài đến Bhutan để thọ nhận những giáo pháp mở rộng từ đạo sư Dingo Khyentse Rinpoche. Tại đó, ái nữ của nhà vua Bhutan đã thỉnh cầu Chetsan Rinpoche khai thị. Vì thế, vào cuối tháng 11, tại Parozong, ngài đã ban truyền pháp Phô Qua cho một cộng đồng rất đông đảo. Rồi từ Bhutan, ngài thẳng tiến đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, cũng là nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ khai mạc đại lễ Kalachakra, Kim Cang Thời Luân. Tại đó, vào ngày 11 tháng 12 năm 1985, Rikung Yabgon Thinle Lunrup phát thệ nguyện thọ tỳ kheo giới từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị chánh thư ký của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trao cho ngài những vật dụng cần thiết, bình bát, y vàng dành cho tu sĩ và kha siêu, cây tích trượng dành cho những vị khất sĩ. Có hai phương pháp giáo huấn không thể thiếu cho sự sống còn và phát triển của Phật Pháp, đó là giáo huấn bằng liễu ngộ và giáo huấn bằng ngôn từ. Đây là thời điểm thích hợp để Rinpoche có thể bắt đầu công cuộc hoằng pháp và giảng dạy giáo huấn bằng ngôn từ. Sau 10 năm nghiên cứu chuyên sâu và làm việc để phát triển dòng truyền thừa Rikung cả về hình thức lẫn tâm linh, Chetsan Rinpoche đã quyết định thực hiện một chuyến hoằng pháp vòng quanh thế giới. Đồng thời, lúc bấy giờ, ngài cũng đang cần tìm thí chủ tài trợ cho dự án ở Dehradun. Trong tình cảnh lưu vong, các dòng truyền thừa buộc phải gây dựng một hệ thống hỗ trợ hoàn toàn mới, đóng vai trò nền tảng cho sự tồn tại của truyền thống tu viện nói riêng và Phật giáo Tây Tạng nói chung. Trước kia, quỹ tài chính của các tu viện được đảm bảo nhờ vào điều kiện xã hội và chính trị Tây Tạng lúc bấy giờ. Song giờ đây, tình thế đã thay đổi. Tình hình tài chính chỉ có thể đảm bảo khi các nhà bảo trợ tiềm năng nhìn thấy việc hỗ trợ là cần thiết. Người dân Tây Tạng không còn khả năng cúng dường cho các tu viện nữa, vì họ cũng phải cố gắng lắm mới sống được trong điều kiện hoàn toàn mới mẻ. Điều này dẫn đến việc các dòng truyền thừa Phật giáo Tây Tạng kể từ thập niên 1960 và 1970 phải thành lập nhiều chi nhánh ở nhiều nước khác nhau. Ở các nước công nghiệp hóa, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nâng cao được nhận thức của công chúng về cảnh ngộ của người Tây Tạng, cũng như về giá trị tuyệt vời của giáo lý Phật Đà, và các bậc thầy tôn quý của các dòng truyền thừa Nyingma, Sakya, Kagyu và Gelug đã có thể thành lập trung tâm và nhận được sự hỗ trợ cấp thiết. Cứ như thể Phật giáo Kim Cương Thừa, nền tảng giáo lý được hoàn truyền sau cùng đã hoàn mãn khóa ẩn tu kéo dài hàng thế kỷ trên cao nguyên Trung Á. Giờ đây đang lan truyền sức mạnh và trí tuệ đến với phần còn lại của thế giới. Chuyến lưu vong của những người gánh vác đời sống tâm linh Tây Tạng có lẽ là cơ hội có 102 trong lịch sử nhằm gìn giữ kho tàng giáo pháp khỏi bị lãng quên. Mặc dù các dòng truyền thừa khác của Phật giáo Tây Tạng đã hiện diện ở nhiều quốc gia trên thế giới, riêng với dòng Rikung, cơ sở hạ tầng mang tính toàn cầu như thế vẫn nằm ngoài tầm với. Ajahn Rinpoche là vị giáo thọ Rikung duy nhất từng xuất ngoại và được thế giới biết tiếng. Vì thế, Chetsan Rinpoche đã giao phó cho ngài nhiệm vụ thành lập một hoặc hai trung tâm ở nước ngoài, và trung tâm giáo pháp đầu tiên Rikung Ngajen Cholin đã được thành lập ở Medellin, Đức. Các dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng không hình thành dựa trên những bất đồng về giáo lý, về tính chính thống hay dị giáo như thường gặp ở các tôn giáo khác. Nói đúng hơn, đó là các nhánh trên cùng một thân cây, khởi phát từ việc các dòng truyền thừa khác nhau có sự khác biệt nhỏ về những yếu tố cần chú trọng trong lý thuyết lẫn thực hành, cũng như có truyền thống giảng giải khác nhau. Một hệ thống như vậy tuy tiềm ẩn nguy cơ của chủ nghĩa bộ phái, nhưng cũng là cơ hội bổ khuyết cho nhau, làm phong phú thêm sự phồn thịnh tâm linh nhờ đúc rút được tinh túy từ nhiều truyền thống đa dạng. Nhưng lịch sử đã cho thấy sự đồng tồn tại một cách hoàn toàn hòa bình giữa các dòng truyền thừa Phật giáo Tây Tạng
đến nay vẫn chỉ là một khái niệm mang tính lý tưởng. Chủ nghĩa bộ phái và sự ganh đua thường xuyên dẫn đến mâu thuẫn, đặc biệt là sau khi dòng truyền thừa Gelug có được thế lực chính trị, họ liên tục chiếm hữu các tu viện, không chỉ vào lúc những tu viện này đang khủng hoảng về vật chất hay tinh thần. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi Chösan Rinpoche vấp phải sự chống đối từ dòng Kamakazu ngay trước chuyến hoằng pháp phương Tây của ngài. Trong dòng Kamakazu có một số cá nhân muốn thâu tóm quyền hành lãnh đạo toàn bộ trường phái Kazu, một thái độ hoàn toàn coi thường quyền tự trị của các dòng Rikung, Rupa, Thaklung và một số nhánh Kazu khác. Sau khi Đức Kamaba thứ 16 viên tịch, tranh cãi đã nảy sinh ở Dharamsala vì sở văn hóa và tôn giáo của chính quyền Lưu Vong yêu cầu trường phái Kazu chọn ra một đại diện chính thức để làm việc với chính quyền. Ngoài dòng Kamakazu ra, các dòng Kazu khác đều tuyên bố họ không muốn có một đại diện chung vì trong lịch sử, mỗi dòng đều đã từng có đại diện của riêng mình. Họ công bố quyết định của mình trên báo Seiya của chính quyền Lưu Vong và dòng Kamakazu đã coi hành động khẳng định độc lập này như một sự sỉ nhục. Hơn nữa, nội bộ của dòng Kamakazu đang gặp rắc rối khi hai nhóm đối đầu công nhận hai ứng cử viên khác nhau là vị tái sanh thực sự của Đức Kamaba thứ 16. Cuối cùng, cuộc tranh chấp này dẫn tới việc có hai vị Kamaba thứ 17 lên ngôi. Rinpoche đến châu Âu vào mùa thu năm 1986 và đặt nền tảng cho việc thành lập các nhánh của dòng truyền thừa Rikung sau này, bắt đầu từ nước Đức. Vào cuối tháng 10, ngài tham dự Ngày Thế giới cầu nguyện hòa bình ở Assyri, nước Ý. Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo của 12 tôn giáo khác nhau trên thế giới tập trung tại một trong những nhà thờ lớn nhất của Thiên Chúa Giáo để cầu nguyện cho hòa bình. Từ Đức, Chösan Rinpoche và Gyenpo Rinpoche bay sang Hoa Kỳ vào tháng 12. Khenchen Konchot Gyaltsen đã thành lập trung tâm Rikung đầu tiên ở Washington DC vào năm 1982. Cái tên Rikung ở thời điểm đó hoàn toàn không được ai biết đến, vì thế ngài đặt tên cho trung tâm là Trung tâm Thiền Định Tây Tạng. 8 năm sau, trung tâm này được chuyển sang một mảnh đất rộng và đẹp hơn ở Frederick, tiểu bang Maryland. Ngài Khenchen nói tiếng Anh rất tốt nên đã đảm trách nhiệm vụ tổ chức chuyến đi và làm thông dịch cho Rinpoche. Rinpoche đã liên tục giảng dạy và ban truyền quán đảnh ở Washington, Florida và Chicago. Ngài có dịp quen biết một vị thầy Ấn giáo tên là Swami Sambhavananda và vợ là bà Faithstone khi hai người họ tham dự lễ quán đảnh Chakrasamvara của ngài ở Washington, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và được họ mời đến thăm nhà ở Boulder, Colorado. Rinpoche đã ghé đến nhà của họ ngay sau khi kết thúc chương trình hoằng pháp tại Chicago. Ông Swami là con trai một gia đình người nhập cư gốc Ý. Ông từng là đệ tử của Swami Rudrananda và đã hoằng dương giáo lý của giáo phái Savite ở Mỹ trong suốt thập niên 1960. Tại nơi hành trì của Swami Sambhavananda ở Boulder, Rinpoche đã ban cho ông ta quán đảnh Quán Thế Âm và đây hoàn toàn là một hành động tự phát. Tương tự như các đời hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma, dòng truyền thừa tái sinh của Chösan Rinpoche chính là các hiện thân của Đức Quán Thế Âm, vị Bồ Tát với lòng bi mẫn vô hạn. Rinpoche ở lại nhà của vợ chồng Swami trong một thời gian và hòa nhập với lối sống của họ. Thậm chí ngài còn giúp họ vắt sữa bò, cho dê ăn và làm bánh bao kiểu Tây Tạng cho mọi người ở đó. Ngài thích được lái chiếc jeep băng qua những con đường bị xói mòn do mưa để đi vào cánh rừng trong núi và nghiên cứu các loại cây lạ, sưu tầm các hạt giống ngài dự định sẽ trồng ở Dehradun sau này. Sau đó, Rinpoche tiếp tục sang New Mexico, Arizona và các trung tâm khác nữa ở California. Tại Hawaii, ngài giảng pháp tại Nechung Dorje Rayanglin, một ngôi đền Phật giáo và cũng là một trung tâm thiền tập. Lúc bấy giờ đang là mùa xuân, mặc dù Rinpoche vẫn khỏe mạnh như những ngày đầu, Khenchen Konchot Gyaltsen lại có nhu cầu cần được nghỉ ngơi để phục hồi sức lực sau hàng mấy tháng trời gắng sức. Vì vậy, Khenchen quyết định sẽ không tháp tùng Rinpoche đến Hawaii nữa. Thay vào đó, Khenchen Gyaltsen nhận lời thuyết pháp tại trường đại học Prescott ở Arizona trong vòng vài tháng trước khi quay lại Washington DC để thu xếp cho chuyến viếng thăm trung tâm Rikung của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào mùa thu.
từ Hawaii, Jetsan Rinpoche lại tiếp tục hành trình đi đến Hương Cảng để ban quán đảnh tại một trong những trung tâm của Thanggu Rinpoche vào đầu tháng 5. Ở khu vực Đông Nam Á, lòng sùng kính của chúng đệ tử đối với các bài thuyết pháp và ban truyện quán đảnh của Ngài đặc biệt mạnh mẽ. Hơn 2.000 người đã đến tham dự và thọ nhận quán đảnh Phật Dược Sư ở Singapore, và thậm chí còn đông người hơn thế nữa trong buổi lễ quán đảnh Phật Trường Thọ. Ngài trở về Dehradun vào giữa tháng 6 năm 1987. Vào trước chuyến đi, Ngài đã có ý định mua thêm một mảnh đất giáp với mảnh đất đang xây tu viện để sau này thành lập trường cao đẳng Phật học. Vì thế, Ngài đốc thúc Gyanpo Rinpoche vay thêm tiền và thuyết phục Gyanpo Rinpoche rằng Ngài sẽ có thể quyên đủ tiền trong chuyến hoằng pháp quanh thế giới của mình. Song Gyanpo Rinpoche lại e dè và không dám mạo hiểm vì lo sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho học viện Rikung Kagyu. Rốt cuộc, mảnh đất đó đã bị bán mất trước khi Rinpoche trở về với số tiền mà Ngài gây quỹ được. Sau này, một trường đại học Thiên Chúa Giáo đã được xây nên trên vùng đất ấy. Tuy nhiên, những hạt giống mà Rinpoche gieo trồng trong suốt hành trình của mình đã bắt đầu nảy mầm. Các trung tâm Rikung mọc lên ở khắp nơi. Các vị đại thí chủ mới là Rinpoche thuyết phục thành công trong chuyến hoằng pháp quanh thế giới đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng của Ngài. Trong lúc ngân sách dự trữ đã chi hết vào việc xây dựng nhà bếp chính, bây giờ, khi Rinpoche đã trở về, việc xây dựng công trình bổ sung có thể bắt đầu. Ngay sau khi một khu vực nhỏ của tầng trệt được hoàn thành, 10 tăng sĩ trẻ đầu tiên thuộc các tu viện Rikung ở Ladakh đã đến Dehradun, và công cuộc giảng dạy bắt đầu ngay vào ngày Labab Duchen, ngày Đức Phật trở lại cõi trần sau khi thuyết pháp nơi cung trời đấu xuất, trong một căn phòng cất tạm trên công trình xây cất. Một năm sau, lại một khu vực khác được hoàn thành và lớp học thứ hai được bắt đầu. Lúc này, trung tâm giáo dục chính thức đã được Ngài Sakai Trizin khánh thành, và từ đó trở về sau, cứ mỗi năm lại đều đặn có thêm một lớp mới. Gyanpo Rinpoche đi Tây Tạng vào năm 1987, rồi sau đó lại tiếp tục được Jetsan Rinpoche cử đến Đài Loan để thành lập các trung tâm của Rikung. Vì lý do đó, Lạc Ma Sunwan, người từng có kinh nghiệm xây dựng tu viện Ontun ở Sobema, đã thay Ngài giám sát công trường xây dựng. Nhờ vào sự hỗ trợ của Lạc Ma Lobsang đang làm việc cho chính phủ Ấn Độ tại Delhi, Rinpoche đã được chính phủ tài trợ vật liệu xây dựng cho công trình và đồng thời tự Ngài đứng ra làm kiến trúc sư. Ngài đã tự thiết kế tất cả các khu nhà theo truyền thống Tây Tạng, khu vực văn phòng và dãy nhà ở nằm ngay sau cổng chính. Tòa nhà lớn hình chữ U, gồm tăng phòng và các phòng học bao xung quanh khoảng sân rộng rãi và một điện thờ ở ngay trung tâm. Rinpoche chỉ cần nhờ kỹ sư tính toán, tĩnh lực giúp mà thôi. Ngài còn đích thân đi đến nhà máy thép, mang theo bản phác thảo, kế hoạch và yêu cầu nhà máy chế tạo các bộ phận theo quy cách của Ngài. Khi có thời gian, Ngài ngồi dưới bóng cây với mô hình điện thờ bằng bìa cứng bên cạnh cùng vô số các bản vẽ trên bàn. Không phải Ngài đang nghiên cứu sơ đồ mặt bằng mà là đang đọc các văn bản tiếng Tạng. Rinpoche có cái nhìn rất chính xác về tỷ lệ và số đo. Ngài thường khiến công nhân xây dựng ngạc nhiên khi phát hiện lỗi sai kích thước chỉ bằng mắt thường. Khi kiểm tra lại, người ta thấy ước lượng bằng mắt của Ngài luôn chính xác. Một ngày kia, có một vị bộ trưởng của chính quyền Tây Tạng lưu vong đến thăm Ngài. Lúc bấy giờ, Rinpoche đang ngự tại một tăng phòng nhỏ với tường thô và sàn xi măng, chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế nhỏ và một bàn thờ khiêm tốn. Khi bộ trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, ông thốt lên kinh ngạc. Giường gì mà lại thế này, phòng ốc tồi tàn quá. So với căn gác của Ngài ở Tonga, Rinpoche cho rằng nơi ở như vậy đã là tuyệt đối thoải mái rồi và Ngài không cần gì thêm. Riêng Lạc Ma Sunwan lúc này đang dâng trà mời khách lại cảm thấy rất xấu hổ. Các tu sĩ đều biết Yabgon Rinpoche không quan trọng việc sử dụng trang bị sang trọng hay đắt tiền, nhưng họ e ngại vị bộ trưởng sẽ xem thường họ vì đã không chăm sóc Rinpoche của mình một cách chu đáo và để cho Ngài sống trong túng thiếu. Sau chuyến thăm của vị khách vào tháng 8, Lạc Ma Sunwan đã đốc thúc việc tân trang căn phòng tối tăm đó, hoặc ít nhất là trải một tấm thảm lên sàn. Rinpoche từ chối, nhưng vì các vị tha thiết mong mỏi, Ngài đồng ý để chư vị mua một tấm thảm cực kỳ đơn giản và rẻ tiền để trải lên.
Trên tất cả, Rinpoche thấy cần một chiếc xe hơi hơn. Tu viện đang xây dựng nằm cách xa trung tâm thành phố, nên mỗi giao dịch nhỏ đều phát sinh phí vận chuyển. Hầu hết những phương tiện giao thông ở Ấn Độ lại vô cùng đắt đỏ. Vì thế, ngài muốn mua một chiếc xe cũ đang qua sử dụng, hiệu Ambassador, là kiểu xe đầu tiên do Ấn Độ sản xuất và là loại duy nhất ngài có khả năng chi trả. Với sự giúp đỡ từ một người bạn Ấn Độ của Ajahn Rinpoche ở Delhi, ngài nhanh chóng tìm được chiếc xe thích hợp. Con đường chính từ Delhi đến Dehradun được xây dựng theo tiêu chuẩn Ấn Độ, nhưng lại đầy rẫy ổ voi, nghẹt cứng các phương tiện giao thông từ loại có động cơ đến loại sử dụng sức kéo gia súc. Xe hơi còn phải nhường đường cho hàng đoàn xe tải, sơn màu sặc sỡ chở mía cao ngất đến các nhà máy đường. Những chiếc xe tự chế chất đầy gạch từ những nhà máy gạch quy mô, những chiếc xe buýt rỉ sét và xe ba gác, những con trâu nước chậm chạp kéo các khúc cây, người chăn nuôi điều khiển gia súc đi ngay trước mặt, còn dân thường thì đạp xe lạng lách qua lại. Rinpoche không muốn tự mình lái xe về Dehradun, vì thế người anh em họ của ngài, Tenor Tarin, hiện đang công tác tại đài phát thanh toàn Ấn Độ ở Delhi, đã xin nghỉ phép vài ngày để đưa ngài đi. Ngay khi họ qua được Delhi thì bàn đạp ga bị hỏng. Chiếc xe nhanh chóng được sửa chữa tại một trong rất nhiều tiệm sửa xe tạm bợ bên đường, rồi lại tiếp tục hành trình. Một tiếng sau, họ lại phải dừng vì động cơ xe quá nóng, và lần này phải thay ống bơm xăng tại một tiệm sửa xe khác. Đến lúc này, mặt trời đang dần lặn xuống và Rinpoche phải mở đèn xe, nhưng đèn mờ dần và cuối cùng tắt hẳn. Bình ắc quy đã bị trục trặc. Họ tìm thấy một tiệm sửa xe khác và tiếp tục lên đường. Rồi, sau khi họ ngừng lại một chút để nghỉ ngơi, chiếc xe không thể khởi động lại được. Họ cố gắng đẩy xe để khởi động nó. Nhưng thay vì nổ máy, chiếc Ambassador lại phát ra những tiếng ồn xé tai. Khi kiểm tra dưới khung gầm xe, Chetsan Rinpoche và Tarin nhìn thấy trục số phía sau đã bị gãy. Lúc đó đã quá nửa đêm, nhưng họ thấy một tiệm trà còn đang mở cửa và nhờ biết một ít tiếng Ấn, Tarin đã hỏi được địa chỉ của thợ máy địa phương ở cách đó 10 cây số. Họ cuốc bộ, một vài chiếc xe máy lạch cạch chạy ngang, nhưng không ai dừng lại cho đến khi họ gặp một người đàn ông đi xe đạp. Tarin đã đặt cọc một ít tiền để mượn chiếc xe và đạp đến nhà người thợ cơ khí. Tarin gõ cửa lâu và to đến nỗi chẳng bao lâu sau cả làng đều thức dậy để xem chuyện đang xảy ra. Rốt cuộc vị ấy cũng đã thuyết phục được người thợ máy đang ngái ngủ, đồng ý kéo chiếc Ambassador về để thay trục. Xe sửa xong vào lúc mặt trời mọc và phần còn lại của cuộc hành trình diễn ra yên ổn. Rõ ràng là chiếc xe cần được tân trang toàn bộ. Và nếu căn cứ vào tình huống bấy giờ, xem như nó đã được tân trang từng bộ phận một trong suốt chặng đường dài đáng nhớ. Kể từ lúc đó, chiếc xe vận hành trơn tru và cho đến tận ngày nay vẫn còn được sử dụng tại tu viện. Nhờ một chút may mắn, kết hợp với sự hỗ trợ của những đạo hữu hào phóng, Học viện Trikung Kaju gồm cả tu viện Jan Chuplin đã hoàn thành trong vòng 5 năm. Dòng truyền thừa Trikung khẳng định một cách tự hào rằng chưa có một tu viện Tây Tạng nào được xây với kinh phí khiêm tốn như vậy. Một chương trình giáo dục tốt là điều tối quan trọng, nhưng chỉ giáo dục thôi thì chưa đủ để tạo thành nền tảng toàn diện trên con đường học Phật. Kiến thức sách vở cung cấp những khái niệm cốt lõi, nhưng tận nghĩa thâm sâu chỉ có thể được thẩm thấu thông qua thực hành. Ngoài cung cấp những kinh nghiệm cần thiết để giúp nhận chân ra những điều không thể nắm bắt qua sự học, việc thực hành còn thiết yếu ở chỗ giúp lan tỏa năng lượng cần thiết mang lại lợi ích chân thật cho chúng sinh. Dòng truyền thừa tri cung là dòng truyền thừa chú trọng vào việc thực hành, trong đó chân lý được chứng ngộ tức thị qua trải nghiệm thực tiễn và qua đó trí tuệ được phát khởi, hơn là qua phân tích triết lý. Vì thế, Rinpoche muốn tìm một nơi để các tăng sĩ của Học viện Trikung Kaju có thể tham gia các khóa ẩn thất cộng tu. Rinpoche đã dắt theo chú chó đi khám phá khu vực rộng lớn dân cư thưa thớt xung quanh nhằm tìm một nơi thích hợp cho việc xây thất. Ngài muốn xây một trung tâm chuyên tu trên núi cao, nơi có con đường uốn lượn quanh co dẫn đến Mussoorie và là nơi trú chân đầu tiên của Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi ngài vượt thoát khỏi Tây Tạng. Nhưng nơi này giờ đây lại quá ồn ào, không còn thích hợp cho nhu cầu hành trì trong tĩnh lặng. Trong một lần leo núi, ngài đi ngang qua túp lều giản dị của một người công nhân đang tham gia vào việc xây dựng tu viện và anh ta cúng dường lên ngài một chén sữa. Bởi vì không nói được tiếng Ấn nên Rinpoche đã uống sữa
và gia trị để cảm ơn họ. Sau này, Ngài còn gửi tặng họ một thùng đầy quần áo. Một trong những người con trai của gia đình này hiện đang làm gác cổng cho tu viện San Chiplin, và một người con khác thì làm tài xế cho trung tâm chuyên tu. Vừa khi rời khỏi túp lều khiêm tốn đó, Ngài ngay lập tức nhìn thấy thứ mình đang tìm kiếm. Một mảnh đất rộng bỏ hoang ngay trong lòng thung lũng, không xa tu viện của Ngài là bao. Và nằm giữa hai khu dân cư cách xa nhau, đó thật sự là khu vực biệt lập nhất có thể tìm thấy trong vùng. Ngài mua mảnh đất đó vào năm 1989 và bắt đầu xây dựng trung tâm chuyên tu. Ngay sau đó, vì số lượng nữ tu trốn thoát khỏi Tây Tạng ngày càng tăng nhanh, nhiều người trong số họ lại thuộc dòng ri cung, nên việc xây dựng ni viện trở nên cấp thiết. Rinpoche đã quyết định xây một ni viện ngay cạnh trung tâm chuyên tu và đặt tên cho nó là Samtenlin. Vào cuối tháng 8 năm 1990, một người đàn ông xuất hiện ở La Đắc, mang theo một lá thư được cho là thư xác nhận từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng ông ta mới thật sự là hóa thân của Rikung Chesan Rinpoche. Ông ta tên Lhotshan Chokshin, đến từ Lhasa, một cựu tăng sĩ đã từng trú ngụ vài năm ở Yangriga và Rikungste khi còn trẻ. Sau đó ông đến sống tại tu viện Ganchen của dòng Gelug cùng với Son Rinpoche. Sau khi trốn thoát khỏi Tây Tạng, ông ta đến cư ngụ ở tu viện lưu vong của Son Rinpoche tại Mungot, Nam Ấn Độ, một thời gian rồi hoàn tục và lập gia đình. Ông ta có vài mối liên hệ với tu viện của Ajahn Rinpoche ở gần đó nhờ vào sự quen biết trước kia của mình với dòng ri cung. Ông ta cũng đã từng gặp gỡ Chesan Rinpoche một lần ở tu viện đó và khóc than cho số phận của mình. Rinpoche đã kiên nhẫn lắng nghe và thậm chí còn giúp ông ta ít tiền lúc chia tay. Sau đó, Lhotshan Chokshin chuyển đến La Đắc và hái ra tiền bằng nghề bói toán ở Lê. Ở căn phòng phía trước nhà, vợ ông ta dò hỏi thông tin về gia đình cũng như những vấn đề mà những người cả tin tìm đến xem bói, rồi chuyển các thông tin đó cho chồng để ông ta thực hiện những phép bói truyền thống và đưa ra dự đoán dựa trên những gì bà ta khai thác được. Ông ta nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở địa phương, kiếm đủ tiền để xây nhà và thổi phồng bản thân mình lên. Đến một ngày, ông ta quyết định xuất hiện như là hóa thân thật sự của vị thủ ngôi dòng truyền thừa Rikung Chesan Rinpoche. Ông ta tiếp cận Đức Đạt Lai Lạt Ma, dựng nên một câu chuyện hoang đường và trình bày các chứng cứ giả mạo về khả năng tiên đoán của mình. Ông ta trân tráo nói rằng mình là một trong các ứng cử viên trong cuộc tuyển chọn hóa thân của Chesan Rinpoche ở Tây Tạng. Bằng sự gian lận này, ông nhận được một lá thư hỗ trợ chung chung của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trở lại La Đắc, ông ta đóng giả làm Rikung Chesan Rinpoche và treo những tấm áp phích chụp chung với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại tất cả các tu viện của Rikung. Ông ta trình bức thư cho Thokgyen Rinpoche nhưng Ngài im lặng không trả lời. Chính Chesan Rinpoche cũng không quan tâm đến sự việc này, coi nó không gì hơn ngoài vở diễn của luân hồi. Nơi nào nhiều ánh sáng, nơi đó bóng đổ sâu. Độc tố tinh thần sẽ trổ quả tham lam, đố kỵ, ghen ghét. Rinpoche không mấy để tâm đến những lời phản đối gay gắt của các tăng sĩ tri cung. Thay vào đó, Ngài tập trung vào những công việc thật sự quan trọng. Nhưng Lhotshan Chokshin lại lên kế hoạch đi nước ngoài và gây dựng tài sản của mình bằng sự giả dối này. Vì thế, chư vị đại diện của các tu viện tri cung đã tìm cách ngăn cản, không cho ông ta nhận giấy phép xuất cảnh và kiện ông ta ra tòa, yêu cầu điều tra tính xác thực của lá thư. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma được thông báo về sự gian trá trắng trợn này, Ngài đã rất bất bình, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm vì lá thư đã được diễn dịch sai lệch một cách vô liêm sỉ. Vào cuối tháng 10, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm rõ tuyên bố của Ngài bằng một khẳng định chính thức rằng Ngài chưa bao giờ công nhận Lhotshan Chokshin là hóa thân thực thụ của Rikung Chesan Rinpoche. Ngài đã viết rằng ông ta có thể là tái sinh của một vị Rinpoche, chứ không phải ông ta là một Rinpoche. Trong bức thư, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sử dụng cách diễn đạt của tạng ngữ Ospa, ý chỉ một người có thể thích hợp cho một việc nào đó. Cụm từ đó không có ý nói rằng ông ta là một vị tái sinh thực thụ, và chắc chắn lại càng không phải là Rikung Chesan Rinpoche. Chữ nghĩa rõ ràng là không mập mờ, không một ai có thể diễn dịch đâu đó một cách tùy tiện được. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chesan Rinpoche Tenzin Thinle Lunrup là vị tái sinh đã được nhiếp chính Tatra Rinpoche công nhận vào năm 1950
và làm lễ sắc phong ở Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ca ngợi Chechen Rinpoche. Ngài quyết liệt phê phán Lobsang Chosin, nghiêm cấm ông ta tiếp tục lan truyền luận điệu xuyên tạc như vậy, đồng thời yêu cầu ông ta trả lại bức thư ủng hộ của ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma không hề né tránh khi phát ngôn. Ngài bảo rằng kẻ mạo danh này cư xử như loài quỷ la sát đê hèn và độc ác, Rakshasa, đội lốt người. Dần dần, tên tuổi của Lobsang Chosin cũng đi vào quên lãng. Sau giáo lý năm thân vào mùa hè 1992 ở Ladakh đã diễn ra buổi lễ khánh thành long trọng tu viện San Chuplin và trung tâm giáo dục trực thuộc Học viện Rikung Kagyu vào tháng 11. Mọi điều kiện đều cát tường. Ni viện và trung tâm hành trì Samtenlin cũng đã được xây xong một năm trước đó. Lớp học viên đầu tiên của Học viện Rikung Kagyu đã hoàn tất khóa học cơ bản và sẵn sàng tiếp tục lớp cao cấp Phật học. Chungsan Rinpoche được phép xuất cảnh ra khỏi Trung Quốc lần thứ hai và được Đức Đạt Lai Lạt Ma tổ chức một buổi lễ tấn phong long trọng cho ngài. Và thế là giáo lý năm thân tiếp theo được dẫn dắt bởi cả hai vị thủ ngôi dòng truyền thừa. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng đã cấp phép cho dòng Rikung được ban truyền giáo lý tại một địa điểm truyền thống trong thung lũng làng Rongkua, Tây Tạng. Đó cũng là lần cấp phép đầu tiên kể từ năm 1956, thời điểm mà hai vị pháp vương trẻ tuổi đồng xuất hiện trong giáo lý năm thân. Lý do cấp phép là vì nhà cầm quyền không lường trước được buổi ban truyền giáo lý sẽ thu hút nhiều sự quan tâm như vậy. Có lẽ vì thấy Chungsan Rinpoche vẫn còn đang ở Ấn Độ và sẽ không thể về tham dự được. Thế nhưng, hàng ngàn người Tây Tạng từ các vùng xa xôi hẻo lánh đã tụ họp đến đây, làm nên một cuộc hành hương vang dội để nhận gia trì phô qua từ các vị lạc ma cao cấp dòng Tri Cung vẫn còn ở lại Tây Tạng.